Xin chào anh em thích sưu tầm bật lửa. Hôm nay Deva Shop xin giới thiệu với anh em một mẫu bật lửa mới đẹp, độc và sang. Trên tay mình hiện tại là mẫu Zippo 2 trong 1, được đóng gói rất cẩn thận. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Như anh em thấy thì trong hộp đang đóng gói là 2 chiếc bật lửa. Đó là lý do vì sao mình gọi nó là 2 trong 1. Về cái nhận xét đầu tiên khi mình cầm chiếc bật lửa này lên, cái cảm giác rất là vừa tay và chắc chắn. Về cái thiết kế của nó là màu đen sáng và họa tiết là cánh đại bàng. Trên cánh đại bàng thì có một dải đá sáng đẹp rất tỉ mỉ. Chiếc này thì sử dụng chung phụ kiện với lại Zippo. Anh em đổ sang Zippo và sử dụng như bình thường. Còn chiếc thứ hai đó là chiếc bật lửa sạc điện. Chiếc này rất là tiện cho anh em nào mà hay di chuyển đi xa mà không thể mang theo xăng, hoặc là đến những nơi mà không mua được xăng. Chiếc này thì mình cũng thay vào đây. Chiếc này sử dụng tia plasma hồng ngoại rất là mạnh. Về cái phụ kiện của nó thì có bao gồm một cái dây kết nối USB để kết nối bật lửa với lại nguồn điện. Anh em có thể sử dụng nguồn điện chung với lại củ sạc của smartphone, hoặc là cổng ra của cổng USB của laptop, hoặc là có thể là pin dự phòng. Nghĩa sao là nguồn ra đủ 5V. Và tiếp theo đó là một cái bình xăng mini dự phòng. Anh em di chuyển có thể là đổ xăng vào đây để dự phòng. Về cái giá của chiếc bật lửa này, Deva Shop đang bán với giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng anh em nhé. 450.000 đồng anh em đã sở hữu 2 chiếc bật lửa. 2 chiếc bật lửa. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì comment ở dưới video, Deva Shop sẽ liên hệ lại để giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Cảm ơn anh em rất là nhiều.